Hello anh em nha Tên tay em lại tiếp tục một cuốn băng bảy thời lượng dài Và mặt A lại là có tổng hợp chế linh thanh tuyền hát song ca nhạc xưa Còn mặt B thì vẫn là Tuấn Vũ Hương Lan Hát song ca ngõ hồn qua đêm tâm sự với anh Đây nói đến Tuấn Vũ thì anh em biết rồi Tuấn Vũ thì sinh năm 1959 Cũng là còn trẻ chứ cũng chưa phải là quá nhiều tuổi như chế linh được Chế linh sinh năm 19... 24 cơ gần bây giờ là 80 tuổi đến nơi rồi. Còn Tuấn Vũ là sinh năm 1959 là cũng coi như là 1960, 1959, 559 mà đến bây giờ là mới có bao nhiêu sáu mấy tuổi thôi, 64 tuổi thôi. Đấy, mà tên thật của Tuấn Vũ lại là Nguyễn Văn Tài. Tuấn Vũ sinh 16 tháng 12 năm 59 anh em nhá. Và ông Sang Hoa Kỳ năm 79, định cư tại San Francisco Ông theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 1980 cơ. Và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng đến nay ông đã thu âm hơn 1.400 bài cơ. Đấy. Cho nên anh em uh, nghe Tuấn Vũ thì rất nhiều bài. Khoảng năm 1991 thì sau một thời gian dài đi hát thì Tuấn Vũ uh, uh, chỉ hát các cái bài có giai điệu trầm buồn. Sau đó cảm thấy nhàm chán nên thử nên uh, thử làm một cái gì đó thì ông đã chuyển sang nổi lên băng đĩa và hát cả cái liên khúc khán giả yêu thích trong đó có liên khúc tình yêu này tiếng hát ngọc lan kiều nga trung hành do trung tâm asean phát hành ấy và kết hợp với các cái nhạc sĩ thời chỉ tài trúc hồ đấy, anh em thích tiếng hát của tuấn vũ song ca hương lan và chế linh thanh tuyền thì chốt cuốn này hay đấy nhá